Dạ em xin chào anh Mau ơi. Rồi anh chào Phương ha. Dạ. Rồi em xin mến chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em cũng về một lô, hôm nay lô thập cẩm luôn rồi cô chú anh chị ơi. Trang vàng, trang đỏ ha, rồi, trang hồng phấn, rồi mai vàng thành phẩm, mai phôi, rồi, khế sung luôn. Đủ loại ha cô chú. Đủ dạ. Thì rất mong được sự yêu thương và ủng hộ của cô chú nhiệt tình clip này ạ. Dạ. Qua số điện thoại của em là 0939048121, em tên Mau, ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Vậy rồi thì đầu clip thì em vô một cây trang đỏ. Cây trang đỏ ha. Dạ. Bông cây này đỏ luôn nha cô chú anh chị. Cây này mình thành phẩm mình chơi luôn ha cô chú. Cây này nó cũng thừng mô ha. Em nuôi lại ở vườn là cũng 5 6 năm rồi ha. Đang bông luôn quý cô chú anh chị nha. Cây một cốt ha, cây rất là dài nha cô chú. Dạ. Nguyên một bệ đế luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ. Cây một cốt ha, dài ha, đế cộng bự bự không nha. Giờ em xin ông số nha ông chủ ơi. Rồi ha. Chiều cao là được 1m2 nha cô chú. Dạ cao 1m2. Tán ngang 1m2 luôn. Dạ rồi. Rồi, cho cái quạt luôn. Một cốt luôn nha quý cô chú anh chị. Cây một cốt ha, thẳng băng luôn ha. Quạt vị trí này 19 ha cô chú. Dạ rồi. Cây rất là già ha cô chú. Cây ra bông rất là đẹp. Đỏ hay cô chú anh chị, trang đỏ đang bông rực rỡ luôn hả? Cây này mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi, cây mã số 1 ha. Cây này em giao lưu với cô chú là giá 1,5 triệu. Dạ. 1,5 triệu nha với cô chú chị. Dạ 1,5 triệu nha, mấy cây nhỏ này em bao ship cho cô chú mình toàn quốc ha. Này về vô chậu chơi thôi nha với cô chú chị ha. Dạ tiếp theo cây mã số 2 nha với cô chú chị. Rồi mã số 2 là một cây trang vàng lá nhỏ nha cô chú. Dạ trang vàng lá nhỏ, cây này cũng đang bông rực rỡ luôn cô chú anh chị nha. Cây này quá trời bông luôn, bông nhìn thấy rất là đẹp ha. Nhìn nó nổi bật. Đế cũng là một cốt luôn nha mấy cô chú anh chị. Cây một cốt, cây rất là già, cây thừng mô luôn nha cô chú. Sẵn hơi gần cho cái hoành luôn cái đi. Dạ. Cái thấy đường chui. Phỏng gì đi. 15 cô chú ơi. Dạ, vị trí thứ 15 nha cô chú anh chị. Nó có nguyên cái củ ở dưới luôn nha cô chú, mà không có môi ra ha. Dày xương dày lắm nha cô chú anh chị nha. Rồi em xin thông số luôn ạ. Rồi chiều cao 1m2. Tán ngang là 1m1. Dạ mình giao lưu cây này giá bao nhiêu vậy anh Mau ha? Rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú là giá 1,5 triệu luôn ha. Dạ. Cây bông rất là đẹp luôn cô chú ạ. 1,5 triệu sang vàng nha quý cô chú anh chị, hàng một cốt luôn ạ. Nó rất là nổi ha. Dạ. Mã số 3. Số 3 là cây trang hồng phấn ha cô chú. Cây này hồng trang hồng phấn một cốt thóc thân cao. Một cốt luôn ha, cây này nguyên một cái bệ đế rất là dữ nha cô chú. Hết hồn luôn. Đế dữ lắm ha, nó già chứ. Dạ. Rồi em xin thông số luôn đi ha. Quỳnh nó đại trên này đi. Mình 17 luôn cô chú ơi. À, nguyên một bể đế luôn nha cô chú. Rồi, nguyên cái củ nó là 36 ha. Dạ. Nguyên củ đặc luôn nha cô chú. Cây này mỗi xuống đế dữ lắm nha cô chú. Nguyên cái củ này nó bài vậy luôn ha. À. Cây này cũng vàng xương dày mịt luôn nha cô chú anh chị. Cây này cũng là kính tàn. Chiều cao ha. Dạ. Chiều cao 1m4 của chú ơi. Cây này tán ngang 80 ha. À, mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú là giá 1,5 triệu luôn. À, trang hồng phấn nha cô chú chị, 1,5 triệu. 500 ngàn ha. Mã số 4. Số 4 nha cô chú, cũng là cây trang hồng phấn nha. Cây này cái củ còn khủng nữa. Cây này mình chơi một cặp với cây số 3 là ngon lành luôn quý cô chú anh chị nha. Một cây tàn thông luôn ạ. À. Dữ lắm cái bộ đế luôn quý cô chú anh chị. Cây này mà mình xịt gông trà ngửa là nó lên cái bộ đế dữ lắm luôn á cô chú.
Rồi em xin ông số hoành luôn đi nha. Rồi hoành ngon ngay cái eo cổ này ha. 24 ha cô chú, hơn 24 ha. Dạ. Cũ nữa. Cũ nó nạt không. Là 42. Dạ dạ. Nguyên cái cũ đặt ra là 42 nha cô chú, nạt không ha. Hàng một cốt luôn nha với cô chú anh chị. Cốt luôn. Rồi em xin thông số luôn nha. Chiều cao là 1m4 luôn. Dạ. Tán ngang thì cũng 80 luôn. Đây quá trời cũ rồi. Dạ mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh hả? Rồi cây mã số 4 ha, cây này em giao lưu với cô chú là giá 2.800.000. Dạ 2.800.000 một cái trang hồng phấn nha với cô chú anh chị, có bông luôn ạ. À. Rất khủng rất giả. Dị lắm cái bột cũ ha. Rồi em đổi cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo cây mã số 5 là mai vàng nha cô chú. Rồi số 5 là cây mai vàng ha cô chú, cây này cây mai dảo ha. Dạ. Một cây mai dảo, cây này cây dảo một cốt ha. Chi cành thì nó đóng khít gịch luôn cô chú ơi. Cách nhau khoảng 10 phân là 10 phân là một chi cành, 10 phân chi cành nó đóng rất là đều ha. Nó gãy đều lên tới trên luôn. Đặc biệt cái bộ đế là hết biết luôn cô chú ơi. Bộ đế này mà nó lớn chút xíu nữa là đặt lại luôn nha cô chú. Nó trải đều cứng bầu luôn nha mấy cô chú anh chị ha. Rồi em cho em xin thông số luôn nha. Chiều cao là 1m6 nha cô chú. Dạ cao 1m6. Bán ngang là 1m4. Cây một cốt dốc lên tới ngọn luôn nha với cô chú anh chị ha. Đế thì khỏi chê luôn ạ. Quá trời đế. Rồi hoành 29 nha cô chú. Dạ vị trí này 29. 29 hoành ha. Dạ. Đế là tới mặt bầu hết nha cô chú, mà nó gãy đều hết trơn luôn. Dạ. Gãy lót cũng có luôn với cô chú anh chị nha. Chân trước thì có ha, hai chân trước nó to ha. Còn nó rất là khéo ha. Dạ cái này đường kính bầu không bao nhiêu anh ha? Đường kính bầu, đường kính bầu là 64 ha. Dạ. Rồi mình giao lô giá bao nhiêu ạ? À? Rồi cây mã số 5, cái này em giao với cô chú là giá 8.700.000. 8.700.000 nha với cô chú. Dạ. Chị một cây mai dảo ha. Cây mai vàng này em bao ship cho cô chú 200 km ha. Dạ. Rồi em đổi cây luôn anh nha. Cây mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 6 là một cây trang đỏ lá nhỏ hay cô chú. À, quá trời cái tàn luôn quý cô chú hả chị cây nha. Cái tàn khủng khiếp hả cô chú. Thành phẩm hết á, cây nó cũng thừng mô hết cô chú. Cái tàn này chắc khoảng 4 người ôm luôn á cô chú anh chị. Nó dày đặc hết trơn ha. Kẹo hết trơn. À, cây trang đỏ đang bông luôn nha quý cô chú anh chị nha. Thôi em coi cái vàng xương bên trong cái nha. Dữ lắm cao cái vàng là xương được 1m3 nha cô chú. Dạ cái này vàng xương rất đẹp luôn quý cô chú anh chị nha. Tán ngang là 1m6 ha. 1m6 hơn nữa cô chú. Quá trời. Này em đo nó nguyên một bệ liền hết cô chú. Đo tổng cái bệ nó đi. Giờ cái góc nó nằm chút dưới rồi. Tổng bệ là 73 nha cô chú. Dạ. Cốt chi đó anh đo tượng trưng một cây luôn á. Thân này nó thân lớn nó nằm trong cả 17 mà đo không được. Nó đại không ạ? Dạ. Trên này 12. Dạ. Nguyên một bệ đặc luôn ha anh. Nguyên một bệ đặc. Dạ từ từ. Quá trời. Cây này thì em bao ship 200 km nha cô chú. Rồi để nguyên giùm em ha. Nó nguyên bệ đặt ha. À, cây này ra ngoài nhìn khủng lắm nha mấy cô chú anh chị. Vàng xương tàn cứng ngắt luôn nha. Cái này chơi chúng tìm không thấy luôn nè. Dạ. Rồi cái này mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi cái này em giao lưu với cô chú là giá 3.000.000.
Dạ 3 triệu nha cô chú anh chị. 3 ship 200 km này cô chú, cây này quá to ha. Dạ. Rồi. Mã số 7 nha với cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 7 của chú ơi. Cũng là cây trang đỏ ha, cây này với cây kia là chơi một cặp là ok nha cô chú. Cái này mà chơi một cặp để với trước là quá ok luôn cô chú anh chị nha, vàng xương cứng ngắt luôn à. Cái tàn nó tròn như là hai chiếc banh vậy đó cô chú anh chị. Nhìn cái tàn rất là phê luôn quý cô chú nha. À, cái dàn xương ở trong dày mịt luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này thì nó một góc thôi cô chú, nhìn cái góc nó hết hồng ha. Dạy. Này nó thân lớn rồi. Còn thân dưới này nó sát quá. À. 26 nha cô chú. Dạ, 29 thì 25. 25 là nó trên đúng không nha cô chú? Dạ. Tại vì nó em không có mồi đế nè, đo không có sao. Sát được. Nếu mà đo chùm luôn sát gốc ba nhánh là nó cỡ ba mấy cô chú. Nhìn cái dàn xương tàn rất là phê nha quý cô chú anh chị. Cái chiều cao đi. Chiều cao 1m6 luôn cô chú ơi. Dạ. Cao 1m6. 1m6 luôn, hai cây nó cỡ một cô chú anh chị, mình có cái sân vườn rộng rộng mình chơi một cặp này ok luôn nha cô chú anh chị. Mình chơi luôn cặp. Cây này giá bao nhiêu hả anh Mau ơi? Rồi, cây này thì cây mã số 7 nha, cái này em giao giá là 3 triệu 3. Dạ. 3 triệu 300 nghìn. Dạ rồi. Cô chú anh chị mình đăng ký cái mô trang này liên hệ với số điện thoại của anh Mau giúp em ha cô chú anh chị. Mã số 8. Mã số 8. Rồi. Số 8 là cây phát tài luôn cô chú ơi. Bữa nay cây này đâm tượng rất là mạnh luôn rồi quý cô chú anh chị nha. Phát tài ha, cây này nó có năm tượng ha. Này cô chú chị mình về chỉ cần vô chậu trồng là ok luôn nha mấy cô chú chị. Dạ bộ đế dữ lắm, bộ đế luôn ạ. À. Rồi em xin lên số luôn nha. Rồi chiều cao là 85. Thân đứng bên đây là nó 75. Cái hoành khủng bố luôn. 91 nha cô chú. Dạ. Dạ rồi. Mình giao lưu cây này giá bao nhiêu anh ha? Rồi cái mã số 8 cây phát tài cô chú, mình giao lưu với cô chú là giá 2 triệu đồng ha. Dạ. Rồi, dạ cái mã số 9 nha mấy cô chú anh chị. Số 9 á, cũng là một cây khế nha cô chú. Dạ. Cây khế đang trái luôn với cô chú. Dạ. Trái nhóc vậy. Mẹ bó bàn lại luôn nha cô chú, chặt quá trời ha. Bó lẻ luôn. Một cây khế găng luôn à. Cái này nó có cái củ đế của anh đẹp. Dạ, rồi em xin thông số luôn anh nha. Hai trái em thử coi chua không anh? Hoành 25. Dạ rồi. Thử trái đi hồi có con. Chiều cao là 1m1 nha cô chú. Tán ngang hiện tại nó 70 ha. Dạ. Em bung tàn ra thì nó trên 70 ha, cỡ chặt thước luôn. Rồi mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi cây khế ha, mã số 9 em giao lưu với cô chú là giá 1,5 triệu ha. Dạ. Rồi. Dạ. Tiếp theo là cây mã số 9. Số 9 là cây mê phôi mai vàng ha cô chú. Số 10 hay 9 ạ? Mã số 10. Số 10 cho chú là một cây mai vàng ha. Phôi mai vàng. Cây này bộ đế cực kỳ đẹp như chú. Dáng nó hơi xì. Dạ. Không dễ lớn không hả cây chú chị nha. Rất là khéo rồi chú. Trời em xin thông số luôn ạ. Rồi mà nó ngon gì đó được 47 hả chú. Dạ quanh được vị trí này 47.
Rồi vị trí này là nó 31 ha. Dạ. Chiều cao là 53 ha. Dạ, mình Zalo cây này giá bao nhiêu đây ha? Rồi, cây mã số 10, cái phôi mai mã số 10 em Zalo với giá là 4.3 triệu. Dạ, rồi 4.3 triệu cho mình phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cái mã số 11. Mã số 11 nha cô chú anh chị. Một cây mai nó có cái thân quái nha. Phôi mai vàng nha với cô chú anh chị nha. Cây này nó cũng khéo lắm nha. Dạ, đế lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Nguyên một củ nạc luôn ạ. Cái này cô chú nào không thích cây cao thì mình cắt ngắn ha, nó vẫn đẹp. Có cái cành trên này nó lắc nhìn cũng quái quái lắm cô chú chị nha. Thấy có cái cò nó lắc như vậy, cây này mình cắt sát, chút chơi lùng lực thì nó mạnh cây. Dạ. Rồi em xin thông số luôn ạ. Rồi tổng chiều cao là được 103. Dạ. Cao 1m3 nha cô chú chị. Bằng vị trí này là 38 hả cô chú? Dạ rồi. 38 quả. Nguyên cũ luôn. Nguyên cũ là 100 luôn. Dạ. Những cái củ rất là lực nha với cô chú anh chị. Mình Zalo cây này giá bao nhiêu anh ha? Rồi cây mã số 11 ha. Cây này em Zalo với cô chú là giá là 8 triệu đồng. Dạ. Cây này rất là đẹp nha cô chú. 8 triệu chẳng luôn với cô chú anh chị nha. Rồi em nở luôn à. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 12 ha cô chú, là một cây sung ha. Rồi một cây sung khủng luôn nha với cây cô sung chú ha. Cây này chị, nó có nó cũng thành phẩm đó. Cây này em chơi theo cái form tàn ha, tàn dù ha. Cô chú mình chơi bonsai thì giờ mình cắt lại ha. Cây rất là lớn nha cô chú. Dữ lắm cái bộ đế luôn á. Dữ lắm à. Góc trà bá nện. Anh Ma ngồi là không thấy anh Mao đâu luôn. Thấy luôn. Mấy cái lỗ này là mấy cái lũa tự nhiên đó giờ hả cô chú. Nó cũng sành hết trơn rồi ha. Nó tạo ha, mấy cái lỗ nó tạo nhìn thấy nó cũng nổ. Cây nó quái quái luôn nha mấy cô chú anh chị. Rồi để cái mặt này lên em lên xíu đó nha. À, mấy cái lỗ, mấy cái lũa mà nó thành cái lỗ nhìn nó ngộ. Rồi hoành 1m5 mấy luôn cô chú ơi. Dạ. Hết cái thước rồi mà cũng thiếu luôn. Dữ lắm nha cô chú, chị cây sung này. Cây này quá sung luôn. Cái lỗ lỗ nhìn như là một cái tảng đá mà người ta đục nha. Cái này giờ lại sẽ có cho trái luôn hả cô chú anh chị. Cái này quá già luôn. Rồi cho em xin chụp cao luôn anh nha. Này mình cắt bonsai lại nhìn nó giống như cái hòn non bộ. Dạ. Chiều cao 1m4 cô chú ơi. Tán ngang 1m2. Rồi mình Zalo cây này giá bao nhiêu vậy anh ha? Rồi cây cuối clip này ha, cây sung ha, em Zalo với cô chú là giá 8 triệu ha. Cái này em bao ship 200 km. Dạ 8 triệu nha cô chú anh chị. Rồi quý cô chú mình xem kỹ lại chi tiết lần nữa giúp em ha. Thấy cái lỗ sành đá này làm cho cây nó quái quái. Làm cho cây quái ha, rất là ngộ ha. Đây cái gì? Quý cô chú anh chị mình sưu tầm cây sung khủng này thì liên hệ với số điện thoại của anh Mai với em nha. Rồi. Rồi thì cây mã số 12 là cây sung ha, cũng là cây cuối clip ha. Thì em cũng rất mong cô chú yêu thương và ủng hộ ạ. Dạ em xin mến chào cô chú và hẹn gặp lại clip sau. Dạ em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip. Rồi xuống được. Em xin chào hẹn cô chú anh chị ở clip chia sẻ tiếp theo nha.